ngày 8 tháng 8, đại diện Ban Giải phóng mặt bằng thuộc Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết kế hoạch di dời mộ đang được các đơn vị khẩn trương thực hiện. Dự án giai đoạn 1 có 15.539 mộ bị ảnh hưởng, đến nay cơ bản đã hoàn tất công tác bốc mộ. Trong đó, thân nhân đã thực hiện bốc 13.753 mộ, 1.786 mộ thực hiện bốc tập trung theo kế hoạch. Dự án giai đoạn 2 có 16.848 mộ bị ảnh hưởng, thân nhân đã thực hiện di dời 13.201 mộ, hiện đang triển khai thực hiện công tác bốc mộ tập trung đối với 3.647 mộ còn lại trong dự án. Lũy kế bốc mộ tập trung từ ngày 2 tháng 7 năm 2024 đến ngày 7 tháng 8 năm 2024 là 1.619 mộ, dự kiến hoàn tất công tác bốc mộ trong tháng 9 năm 2024. Dự án giai đoạn 3 có 21.569 mộ bị ảnh hưởng di dời, thân nhân đã thực hiện bốc mộ, di dời đối với 5.244 mộ, đạt tỷ lệ 24,31%, còn lại 16.325 mộ chưa bốc. Nghĩa trang Bình Hưng Hòa rộng 40,7 hectare, có khoảng 54.000 ngôi mộ cần di dời. Từ năm 2010, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã có chủ trương di dời nghĩa trang này để chỉnh trang đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường, đầu tư các công trình an sinh. Dự án được chia làm 3 giai đoạn, bắt đầu di dời từ năm 2014. Việc nghĩa trang này được di dời để xây dựng công viên sẽ mang lại không gian xanh cho khu vực, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đồng thời giúp cư dân tránh khỏi tình cảnh nhà view nghĩa trang suốt nhiều năm qua.